chào cả nhà. Hôm nay thì là khoảng hơn 2 tháng sau khi mình rời Sài Gòn và xa công việc. Thì mình vào Sài Gòn từ thứ bảy tuần trước rồi, nhưng hôm nay mình mới sắp xếp được cái thời gian để mà thực hiện cái sở thích của mình, đó là rang cà trên cái máy nhỏ này. Hôm nay thì mình sẽ rang khoảng tầm 3-4 mẫu, cũng là một số mẫu cà được các người bạn của mình gửi tặng. Mình sẽ giới thiệu những cái mẫu cà này trong đoạn sau. Bây giờ thì mình sẽ bắt đầu setup cái khu vực rang của mình. Bây giờ thì mình sẽ giới thiệu với cả nhà một số cái mẫu cà hôm nay mình sẽ rang. Đây là cái mẫu cà rô sẻ. Xin lỗi, thì nói chung là mẫu cà rô hạt nhỏ. Thì mẫu này là từ bạn Hằng Gia Lai gửi tặng cho mình. Cà này thì không có thương mại, trong vườn nhà chỉ có một ít thôi. Năm nay thì còn 3 ký bạn cho mình nốt. Cái mẫu rô này thì khá là thơm và cái độ cứng của hạt rất là cao. Mình rang thì không bao giờ có hiện tượng là chóc vỏ lụa, tức là hạt vỏ lụa nó bám 100% trên cái hạt này khi mình rang trên cái máy rang nhỏ này. Đây là cái dòng cà rô chất lượng cao. Thì sản phẩm thì khá là ổn. Đấy. Cái mùi hương thì rất là ok. Hôm nay mình sẽ rang mỗi cái loại cà một đến hai mẻ, và tùy theo cấp độ rang để mà có cái một là mình tự thưởng thức, hai là mình sẽ gửi đi để giao lưu cùng với anh em bạn bè, trao đổi mẫu cà và trao đổi cái việc là uống thử để mà nâng cao kỹ năng về rang. Đây là cái mẫu cà từ nước ngoài, Panama, thì mình mua của bên bạn Tuấn Anh Intenso, thương hiệu là Second Mile, về Green Bean, thương hiệu về hạt nhân xanh thì là Second Mile. Giá là 580 một ký nhân xanh. Hôm nay mình cũng sẽ rang thử cái mẫu này luôn. Hôm nay mình cũng sẽ rang thử cái mẫu Panama này để xem là nó như thế nào. Thì cũng nói thật với mọi người là từ trước đến giờ thì mình chưa từng mua cái hạt ngoại về để tự rang, mà chủ yếu là cũng rang giao lưu ở một vài chỗ nào đó. Thì bữa này cũng là bữa đầu tiên mình rang thử hạt cà ngoại. Rồi, mình bắt đầu vào rang nhé. Sẽ bật cái máy bếp ga của mình lên để warm up, làm nóng cái máy Kissinger của mình. Cắm hộ em cái điện này anh nữa. Sau một cái này anh cắm cố định giúp em, mình rút ra. Có để luôn hả? Rút ra làm gì? Sẽ warm up cái máy sender này của mình. Thời gian warm up mình sẽ làm khoảng 5 phút. Trong thời gian đó thì mình sẽ chuẩn bị cái mẫu cà này, mình sẽ rang cái mẫu rô sẻ này đầu tiên. Xin lỗi, fan miệng gọi là rô sẻ. Thực ra đây là mẫu rô thì qua cái giao lưu học hỏi thì được anh Phước ở Gia Lai cho mình cái thông tin là đây nó không phải là rô sẻ thuần, mà rô sẻ thuần thì hạt nó nhỏ xíu và nó tròn hạt hơn, còn đây là hầu hết là hạt dài, cũng là hạt nhỏ nhưng mà nó lại dài. Thì theo kinh nghiệm anh em chia sẻ với nhau thì mình sẽ cập nhật lại là như vậy. Rang một cái mẻ rang là 120 gram trên máy Lissender này.
cái độ nóng của trống bằng cách là tắt lửa và để tay lên phía trên thì mình sẽ biết được là cái mức độ nóng của trống nó đã ổn chưa. Thì theo kinh nghiệm của mình hay rang máy này thì khi nào mình cảm thấy nó nóng vừa vừa thôi, đừng có rát tay quá thì là sẽ đạt. Còn nếu mà cảm thấy nó hơi nóng nó yếu ớt thì trống chưa tích đủ một cái lượng nhiệt ban đầu để giúp cho cà có cái xuất phát điểm về nhiệt để ra nhiệt cho nó. Giờ mình sẽ khui cái bịch này và xem thử xem cái mùi nó như thế nào. Cái này là Panama Catura. Nói chung là cảm nhận của mình thì cũng thơm và nó cũng khá giống một số cái mẫu cà của Việt Nam mình. Thì cà Việt Nam mình bây giờ mình nghĩ là cũng đã có những cái sự trong cái khâu mà chế biến nhân xanh ấy, có sự tiến bộ rất là lớn. Mình đã làm nóng trống xong thì hiện nay thì mình sẽ bắt đầu nạp cà vào để rang cái mẻ đầu tiên. Mình sẽ bắt đầu bấm giờ. Đúng rồi đó, đây là chúng luôn á. Nếu mà em thấy ở đây thấy thì... thấy luôn, thấy không? Ai mấy trò mà rất cũng thấy cái này thấy nó đèn thấy luôn, em làm bây giờ thấy thấy bật thấy rõ kìa. Nhưng mà không vào cái này chính, đâu vào cái này chính không? Đúng luôn mà ngay cho em luôn, đúng luôn, thấy luôn mà. Thấy không? Thấy cái gì nữa? Thấy cái gì còn đâu nữa? Đó, em làm thấy cái này là che hết rồi còn đâu nữa? Anh xem qua, đã nha. Cái này là cái đoạn rang rồi, em muốn tập trung vào đây thôi. Hôm nay thì mình cũng muốn chia sẻ với mọi người một chút về cái lý thuyết về các cái giai đoạn nhả hơi nước của hạt cà. Thì mọi người để ý giúp mình là nãy giờ là mình vô cà trong nạp cà vào trống rang được khoảng 1 phút rưỡi rồi. Trong cái giai đoạn ban đầu này khi mà cà đang nhận nhiệt ban đầu để mà đến cái điểm quay đầu nhiệt thì thường là cà nó sẽ không có thoát hơi nước. Thường là cà sẽ không thoát hơi nước trong cái giai đoạn này. Thì khi mà bắt đầu mà từ cái điểm quay đầu của nhiệt, khi mà cà nhận được nhiệt đủ và bắt đầu cái nhiệt độ trong hạt cà bắt đầu tăng lên thì lúc đó thì nó mới bắt đầu nhả cái hơi nước ra một cách là từ từ và đều đặn và bắt đầu tăng cái tốc độ nhả hơi nước dần lên. Đó. Thì cho đến cái giai đoạn mà 45 giây trước cái giai đoạn nổ đầu tiên thì cái giai đoạn này thì cà nó sẽ nhả hơi nước một cách từ từ và đều đặn, nhưng mà với cái tốc độ là nó sẽ tăng dần cho đến từ cái đoạn mà quay đầu cho đến cái đoạn mà 45 giây trước cái nổ đầu. Thì đây là cái hơi khói cà nó bắt đầu
nhà hơi nước thì lúc đó sẽ có khói, khói này khói trắng này chính là hơi nước là đa phần. Đó. Thời gian của mình được 3 phút rồi thì lúc này nó bắt đầu đang cũng là giữa mẻ rồi ạ. Thường thì trên cái máy này mình đang 120g thì nó sẽ chỉ rơi vào khoảng tầm 6 phút đến hơn 6 phút một mẻ tùy theo cấp độ rang. Cái hạt cà rô hạt nhỏ này thì đặc điểm là không có tóc vỏ lụa nên mình rất khó quan sát màu khi rang trên cái máy nhỏ này. Thường thì nếu mà mình không quan sát được cái màu khi mình rang thì mình sẽ dựa vào cái khói để mình biết được cà nó đang đi đến giai đoạn nào trong cái rang rồi. Và cái thứ hai nữa là mình sẽ dựa vào cái mùi. Thì mùi thì nó sẽ cho mình biết cái giai đoạn hạt cà đang ở trong đó. Ví dụ như cái giai đoạn ban đầu thì nó sẽ là cái mùi ngái ngái, mùi đậu. Khi cà bắt đầu được làm khô và đi vào giai đoạn meo lát. Còn ở những cái giai đoạn sau thì mình sẽ lựa chọn những cái mùi hương theo cái làn khói này bốc ra để mình lựa chọn cái mà thời điểm mình ra cà thay vì mình nhìn màu. Đó, phương pháp của mình nó là như vậy. Bây giờ là mình được khoảng 4 phút 2 rồi. Cà bắt đầu nó quả nhiều hơi nước, tức là nó đang sắp trở vào crack rồi đó. Mình sẽ giảm cái nhiệt lượng của mình đi trong vòng khoảng tầm và giảm lại gần về mức min. Thì lúc này cà nó không cần nhiều nhiệt lượng nữa. Còn lý do như nào thì nó sẽ bám vào cái giai đoạn. Thì đây là giai đoạn đắp sắp sửa đi vào first crack rồi. Lý do như nào thì nó sẽ bám vào cái lý thuyết về cái tỏa hơi nước của hạt cà. Cà bắt đầu crack vào khoảng 5 phút 10 giây. Thì mình đã bắt đầu làm quen với cái ga ở trên cái bếp này rồi. Và với cái setting về ga như vậy và với khối lượng vải ra như vậy thì thông thường các loại cà mình ra nó sẽ rơi vào khoảng từ 5 phút cho đến 5 phút 15 giây là bắt đầu vào chính thức vào crack và những tiếng nổ to và đều. Đấy. Mọi người sẽ nhìn nhận thấy rằng là gì ạ? Khi đã cà đã ở trong crack rồi ấy, thì lúc này cái hơi nước nó ra rất là ồ ạt. Và cái hơi nước này thì nó sẽ đóng vai trò là một là giải nhiệt cho cà, nhưng mà khi mà rang những cái mẻ lớn ở trong những cái máy rang lớn thì nó sẽ đóng vai khi nó ra ồ ạt thế này, mà nếu mà nó ra nhiều thì nó sẽ làm gì ạ, nó sẽ block, nó sẽ chặn đứng cái luồng khí của mình, nó sẽ chặn đứng cái luồng khí của mình ở trong máy rang, nó sẽ làm cho cái ETROR nó bị crash. Và khi nó crash như vậy thì mình sẽ tìm được cái điểm first crack bằng cái phương pháp đó. Hiện nay thì cà của mình đã đi vào sâu trong crack rồi và nó đang develop khá là mạnh. Và lúc này bắt đầu mình sẽ ngửi thấy những cái mùi hương từ cái việc là cà develop. Lúc này mình sẽ bắt đầu ngửi hương để mình chọn mùi. Mình thích mùi nào thì mình sẽ ra thôi. Ra cà ở 7 phút 20 giây thì cái thời gian này nó nói lên điều gì ấy? Nó nói lên rằng là cái mẻ rang này của mình nó nhiệt nó hơi yếu hơn so với một số mẻ rang trước đây mình hay rang. Đây là cái màu cà.
Ở cái màu cà này thì như mình xác định thì là nó sẽ rơi vào khoảng là medium rồi. Cà nó sẽ rơi vào medium rồi. Gần như 100% là cà này nó không hề chóc vỏ lụa khi mà rang. Rất ít, chóc phần rất ít. Đây là cái màu cà đối với cái mẻ rang 7 phút rưỡi này của mình. Thì mình cũng nhấn mạnh rằng là khả năng là cái mẻ này của mình, cái nhiệt mình đi nó sẽ hơi thấp, nên thời gian nó sẽ hơi dài. Với một số cà thì mình cũng thường là chỉ rang tầm 6 phút rưỡi đến 7 phút. Đây là cái màu của nó. Đây là cái màu của nó. Nó sẽ nằm ở khúc mà dưới medium một chút, giữa light và medium thì nó đúng hơn. Thực ra mình ao ở trên cái máy này ấy, thì nếu mà mình chờ không còn tiếng nổ nữa thì thường là cà nó sẽ bắt đầu đi vào cái giai đoạn khá là đậm rồi, nó sẽ medium cộng nhiều rồi. Còn khi nãy mình ra cái cà này là nó vẫn còn đang còn tiếng nổ, tức là nó sẽ ở cuối của giai đoạn first crack. Với cái nổ này thì theo cái cảm quan của mình ấy, là nó hoàn toàn khác với lại cả cái máy, những cái máy lớn. Máy lớn thì thường khi mà hết nổ, mình bắt đầu phải develop tiếp thêm một giai đoạn nữa lên một cái nhiệt độ cụ thể nào đó thì nó mới vào medium. Còn thực tế ở máy này nếu mà chờ hết nổ là medium, và với khối lượng mẻ rang này của mình thì nếu chờ hết nổ nó sẽ là medium. Điểm còn cộng hơn một chút nữa. Rồi bây giờ thì mình sẽ kiểm tra cái nhiệt trống để tiếp tục rang một cái mẻ nữa. Mẻ tiếp theo thì mình sẽ rang Natural của anh Phước gửi tặng mình. Cái hàng này thì hàng Natural này thì phải nói là rất là thơm. Và cái lên men khá là tốt để mà nó mình ngửi mình nhận biết rõ luôn là đấy là mùi trái cây luôn. Mình nhận biết rất là rõ. Đây là Natural, Grow Natural từ The Line của Farm, Phước Farm. Thì cái mùi trái cây ấy, nó khá là rõ rệt với cái phương pháp sơ chế này. Mùi trái cây lên men nhẹ, có một cái mùi lên men nhẹ rất là nhỏ xíu. Mình sẽ lấy một cái mẻ rang là 120g cho như cái quen rang cái máy này. Kiểm tra nhiệt lại chống một lần nữa và mình sẽ làm cà chống khá là ổn định rồi. Bây giờ mình sẽ làm cà. Cái cách làm và cái sự đi lên hiện nay của anh em trong cái ngành cà của mình thì nghĩ rằng là hạt Robusta của mình thì càng ngày nó sẽ càng có cái vị thế khá là ổn. Thì trước đây thì có thể là người ta không quan tâm đến nhiều, nhưng mà hiện nay thì mình thấy là càng ngày chất lượng càng đi lên rất là rõ rệt, và cảm thấy là cà phê hiện nay thì các cái gam màu tươi sáng của nó đang ngày càng trở nên rõ rệt và mạnh mẽ hơn. Hy vọng là càng ngày thì nó sẽ càng phát triển hơn để mà mọi người trong từng cái khâu chuỗi giá trị của hạt cà đều có những cái
cái được hưởng lợi từ nó. Đây là cái hạt cà của ngày đầu tiên của mình. Tốc độ rang thì nó chỉ qua line một chút thôi. Với cái cá nhân mình ấy, mình rất là có cảm tình với cái hạt rô này. Còn hạt rô này thì sao? Hiện giờ thì nó cũng đang chóc thổ luôn. Bây giờ là giai đoạn mà bắt đầu vào quách rồi, mình cũng giảm để nhận tốc độ cài. Thấy rằng là khi vào quách thì hơi nước nó ra rất là mạnh mẽ. Giờ là 5 phút rồi ạ. Tròn trịa đầu tiên. Thông thường á thì nếu mà mình nghe để mà định nghĩa nghe tiếng nổ đầu tiên để mà vào crack thì đâu đó nó sẽ có một chút gì đó hơi chưa được chính xác lắm, bởi vì ngay từ khi bắt đầu crack là hạt cà nó đã bắt đầu nhả hơi nước rất là ồ ạt rồi, đúng không? Để mà nhìn thì mình sẽ thấy rằng cái khói này nó sẽ khác hơn. Còn nếu mà ở trên cái máy răng lớn có biến tần và có quạt hút gió thì mình sẽ dựa vào cái đồ thị của đường gió ETR thì nó sẽ chính xác hơn là mình nghe. Chính thức vào quách. Mình sẽ ao mẻ này sớm một chút với cả like. Ao là 6 phút 45 giây. Màu cà nó nhạt hơn so với cái mẻ trước rất là nhiều. Mẻ trước là mình ao vào 7 phút 20 giây. Mẻ này là 6 phút 45 giây. Cà nó rất là lai và nó cũng đã phát triển tròn trịa hết rồi đấy ạ. Mọi người nhìn giúp mình rất là tròn trịa, cà nửa đều và màu sáng. Mình sẽ so sánh hai cái hạt với nhau. Đây là hai cái màu. Bẻ ra mình ngửi thử.
có vẻ như là nó phát triển chưa ổn lắm, nhưng mà cái này mình phải pha, mình uống thử mới biết được. Còn cái màu cà rất là đều, màu cà rất là đều và hạt nở rất là đều. Thông thường thì với một số các loại cà mới ấy, thì nói chung là mình cũng phải dò xem cái mức rang nào mình cảm thấy là ok nhất thì mình sẽ chọn fix cái mức rang đó. Bây giờ thì mình sẽ tiếp tục rang một cái mẫu cà khác từ farm của anh Phước, đó là mẫu natural nhưng mà có lên men. Đây là hạt, đây là hạt. Mình đang rang cái mẻ cà số 3 của ngày hôm nay. Thì mẻ này là raw natural có lên men từ farm của anh Phước. Hiện nay là đồng hồ đang vào khoảng 3 phút 49 giây. Cái hơi nước này nó đang ở cái giai đoạn mà gần vào crack rồi, thì nó quả ở một cái độ tốc độ tăng dần đều, nhưng mà đây chưa phải là 4 giây trước post crack. Một lúc nữa thì nó sẽ vào crack, nó sẽ nhả khói ồ ạt hơn nữa, và ngay sau cái việc nhả khói đó nó sẽ là những cái tiếng nổ khá là tròn trịa. Đôi khi có những cái hạt non hoặc hạt density nó yếu hơn, nó thường nó sẽ nổ trước và nó sẽ gây đánh lạc hướng của mình trong cái việc xác định first crack. Giờ là đã có crack rồi ạ, mình sẽ giảm cái lửa về minimum, giảm cái nhiệt cấp cho cả minimum. Mẻ này vào crack sớm hơn so với dự kiến, khả năng là do mình hơi ẩu, hơi chủ quan. Cái phần mà làm nóng chống ban đầu có thể nó sẽ hơi chống, nó hơi nóng hơn nhiều, và cái ga ban đầu của mình có thể mình setting nó hơi lớn. Tự tính cái này mình chỉ nhìn tất cả nhìn bằng mắt thôi, không có một cái công cụ gì để mà đo lường cái áp suất ga hoặc là cái mức độ ga đang đốt được cả. Giờ là 5:30, cà đang vào trong giai đoạn crack. Bây giờ mới thực sự là nổ lớn và tròn trịa. Ở cái thời điểm 4:30 thì có cái tiếng nổ lác đác rồi. Phút 12 giây. Mẻ này mình sẽ ra sớm hơn. Cả này mình sẽ lấy like hơn để pha, thì mình sẽ pha khô. Mình ao cái mẻ này vào 6 phút 30 giây. Tuy nhiên thì theo cảm quan của mình hiện nay bây giờ thì cà đang nở to hơn so với cái mẻ trước, và nó cái màu nó đậm hơn. So sánh thế nào, màu thực sự là có chút gì đó đậm hơn. Mẻ trước thì mình ao vào 6 phút 45 giây, mẻ này 6 phút 30 giây. Phương pháp sơ chế nó cũng ảnh hưởng đến cái quá trình rang khá là lớn. Mọi người để ý ở đây thì sẽ có một số hạt cà nó bị xém cái mặt này, và cái vỏ lụa nó sẽ bị cháy hơn so với lại cả cái mẻ này.
đấy là hai phương pháp cơ chế khác nhau, nó sẽ ảnh hưởng đến cái quá trình mà mình sang như thế, chắc chắn là nó sẽ có ảnh hưởng. Thường thì đối với wax thì cái vỏ lụa nó sẽ ở trong rãnh, nó sẽ trắng hơn, còn những phương pháp sơ chế như natural cái vỏ lụa nó khá là dễ bị cháy và bị xém do cái lượng đường nó cao, nó còn giữ lại. Đây là một cái hạt của mẻ số 3. Đây, ví dụ như hạt này thì mọi người sẽ thấy là cái vỏ lụa nó xém nhiều do cái đường nó giữ lại. Cứ rang bằng cái trống của Lysander này thì nó tiếp xúc trực tiếp nhiều, nên là cái việc mà ngoài chín trong sống, thực ra không phải là trong sống mà là cái sự develop nó khác nhau thôi, nó là phổ biến, mình không thể yêu cầu nó chín đều như phương pháp sử dụng truyền nhiệt gián tiếp. Rồi bây giờ thì mình sẽ rang tiếp. Bây giờ mình sẽ rang tiếp cái thằng Panama này xem nó có ra gì không. Katura Panama Katura cơ chế natural. Mình rất thích natural và honey, bởi vì cái hương trái cây nó có ở trong hạt và cái độ ngọt cao. Trống như này là hơi nóng, tắt lửa đi rồi nhưng mà rất là rát. Đẩy tay cách khoảng tầm 5 đến gần 10 cm, nhưng mà rất là rát, 5 cm rất là rát. Nếu mà mình chạc vào, nạp cà vào như thế thì cái khả năng bị lỗi hoặc là cà nó đi nhiệt nhanh, mẻ rang nó ngắn thì nó dễ bị underdevelop và dễ bị các lỗi tip. Rồi bây giờ mình sẽ chạc vào, nạp cà vào. Katura từ thương hiệu của Intenso, thương hiệu nhân xanh của Intenso ở Second Mile. Thì thông thường thì mình sẽ rang cái cà ngon này thì mình sẽ rang, một là để mình thưởng thức ở tại xưởng của mình cùng với mấy ông anh, và mình sẽ gửi đi để giao lưu cùng anh em bạn bè. Cái đĩa này nhỏ quá, không đủ để đựng. Mình sẽ đựng ở đây để làm cái mẫu, và lát nữa mình sẽ quay video tổng quan lại. Đây là lần đầu tiên mình đang cả ngoại do mình bỏ tiền ra đi mua. Trước là đang chùa không ạ?
Hạt này thì nó không cứng như cái hạt rô nhỏ kia. Đây là một hạt nó bị xém cái mặt này, có thể do trồng rang nó đảo không tốt, tốc độ trồng rang nó chậm và nó có thể nó không rất tươi đủ, nó dễ bị cái hiện tượng đó, nó có lượng đường cao. Đây là 2 phút 46 và ở giữa mẻ ra thì bắt đầu có cái khói mỏng. Đây là cà a Cartuga đến từ Panama. Khúc giữa mẻ rang thì mọi người sẽ để ý cái khói mỏng này, nó là sẽ tăng, nó sẽ dày dần lên và nó minh chứng cho rằng là cái tốc độ thoát hơi nước của cá trong giai đoạn từ sau điểm quay đầu tức là turning point cho đến 45 lên trước first crack, nó sẽ tăng dần cái cường độ của cái khói này, tức là hơi nước nó sẽ nhả đều và tăng dần đều. Vậy thì sao? Có liên quan gì đến ROR khi mình đang máy lớn? Trong cái giai đoạn này mình set ga gió kiểu gì nó đừng có gọi là cực đoan quá ít ga quá ít gió, hoặc là quá ga lớn quá gió lớn thôi, thì cái ROR nó sẽ auto, nó đi đẹp xuống dần đều. Nhưng mà cái ga gió mà mình setting đó nó có chuẩn hay không thì đoạn sau break nó mới hiển thị ra. Đó. Nó sẽ hiển thị ra bằng cái việc là nó bị crap hoặc là nó bị mỏng lên hoặc là nó đi flat, nó đi ngang ngang ngang. Hiện nay thì hạt cà nó đang vàng đều rồi, tóc chuyển nâu nhiều lắm, tóc chuyển nâu rồi. Hôm rưỡi thì bắt đầu giảm lửa của mình, rồi mình biết rằng nó sắp vào crack. Lúc này thì thường là cá sẽ nhận nhiệt từ cái nhiệt lượng tích từ trống và nhiệt lượng tích ở trong bên trong nó bắt đầu tăng nhiệt dần, hơi nước nó sẽ tỏa ra và nó giải nhiệt cho chính nó. Cái nhiệt lượng mình cấp vào đây mình chỉ cần vừa đủ để duy trì cái develop cho hạt cá thôi, mình không có cần phải quá nhiều nhiệt lượng. Nếu mà nhiều nhiệt lượng nó sẽ bị quá nhiệt. Bắt đầu develop ra giai đoạn này bắt đầu crack rồi, nhưng mà không gần như không nghe tiếng crack. Hạt nó bắt đầu nở rồi, một gần như mình không nghe tiếng crack, bắt đầu có những cái mùi của develop rồi, nó không còn là mùi ngái hay là mùi ngọt nữa. Năm phút 50 giây mà có tiếng nổ to nhất và tròn nhất từ trước, kể tính từ thời gian trước. Mình đã giảm lửa từ lúc khoảng tầm 4 phút rưỡi rồi. Mẻ này mình sẽ lấy lai nhất có thể. Mình sẽ ra vào 6 phút rưỡi. Thế thôi ạ, mình sẽ không chờ cho nó vào sâu crack nữa. Mình ra chính thức, mình ra ở 6 phút 40 giây và cà nó khá là light, màu cà nó khá là light. Một số hạt thì nó có hiện tượng là cái vỏ lụa nó cháy xém, nhưng mà ở bên trong thì khá là light. Tại cái thời điểm, tại sao mình chọn thời điểm ra cà thì
thường là mình sẽ ngửi cái mùi đó tới một cái đoạn là mình thích nhất và mình cảm thấy là đạt cái yêu cầu về cái mùi đó, cộng với cái màu của hạt cà nếu mình có thể quan sát được. Thì mình có thể là mình sẽ cộng thêm một vài giây để mình phòng hờ, vì đôi khi là nó sẽ bị underdeveloped nếu mình ra sớm quá. Nếu mà lai thì mình sẽ nhận được những cái hương vị enzyme của hạt cà, đó là hương vị nguyên thủy rất là quý, mà cà nó sẽ khác nhau theo vùng miền và theo thổ nhưỡng, theo cái giống. Hương hoa, hương trái cây, hương nguyên thủy của cà, tố chất của cà. Mẻ này mình nghĩ là khá là đạt. Mẻ này mình nghĩ khá là đạt. Đây là một cái hạt Catura Batama mà mình rang. Ở đầu của nó cũng hơi có khả cái hiện tượng là nó không phải là cháy mà nó hơi sưng lên thôi. Khi mình bẻ hạt ra thì mình thường sẽ ngửi cái hương lúc mình bẻ đó, mình xác định là cái mức độ thì cái lốp của hạt. thường thì mình sẽ nhận được cái hương khá là rõ. Ví dụ như mà nó underdeveloped thì nó sẽ có những cái mùi đậu ngái hoặc cái mùi herbal, mùi tươi của mùi cỏ. Chẳng như kiểu mà mùi của một cái lá hay là một cái gì đó mình vò nát ra. Còn nếu mà nó develop tốt tới cái mức độ hương vị mình mong muốn đó. Ví dụ như răng lai này thì nó như cái cà này, cụ thể như cái thằng này hiện nay thì mình đang có cái hương trái cây rất là tốt. Cơ bản là ổn. Có một số hạt thì nó sẽ develop hơn các cái hạt khác và nó có cái màu đậm hơn. Như là hai hạt trong cùng một mẻ rang. Mình thì mình không lấy cái tiêu chí đều màu trên một mẻ để mà mình làm tiêu chí để mà xác định là cái mẻ rang này có thành công hay không, thì miễn là cái mẻ rang của mình nó không lỗi và nó phát triển được cái hương vị chính của mẻ rang của mình thì là ok rồi. Còn để mà đều màu thì mình nghĩ quan điểm cá nhân của mình trong vấn đề rang nó sẽ là như thế này. Trong một mẻ thì dù mà người ta sơ rồi, đây là cái thành phẩm của cái buổi rang ngày hôm nay, đó là 4 mẻ rang. Thì cái này là rô hạt nhỏ này, cái này là rô natural từ Phước Farm này, cái này là rô natural lên men này cũng từ Phước Farm này, cái này là Panama Catura Panama đến từ nhà Intenso, cái này từ Phú Hằng Gia Lai. Ba cái mẫu này đều là từ Gia Lai cả. Đồ và cái này là Catura Panama. Thì nói chung là hôm nay thì mình cũng khá là ưng ý với cái kết quả của buổi rang ngày hôm nay. Thì nói chung là cũng là rang ngẫu hứng thôi, chứ còn cũng chưa thực sự là có một cái kế hoạch nó rõ ràng là mình sẽ rang cấp độ nào và lấy được cái gì từ cà. Vì tất cả những cái mẫu này mình đều là rang, chỉ có mẫu này là rang lần thứ N rồi thôi, còn tất cả những cái mẫu này mình đều là rang lần đầu, thì mình cũng cảm nhận là chính thôi. Còn ví dụ như mà để mà rang thương mại thì mình sẽ phải rang rất là nhiều mẫu, và trong mỗi cái mẫu đấy mình sẽ uống thử xem là mình thích cái mẫu nào nhất với cái hương vị nào mà mình để thấy là ổn nhất, thì lúc đó mình có thể switch lại và mình sẽ rang thương mại. Và tất nhiên là rang thương mại thì nếu mà rang trên cái máy nhỏ này thì nó sẽ tốn thời gian và nó sẽ không hiệu quả. Thì mình sẽ có những kế hoạch để mình làm những cái máy 1 ký hoặc là máy 500g và có đầy đủ những cái thiết bị như là đầu gió, rồi là biến tần, có quạt hút để mình rang cái hạt cà nó sẽ được ổn định về mặt chất lượng hơn. Tuy nhiên thì
đối với cái máy này nó cũng không quá tệ trong cái việc là mình ra được những cái mẻ cả có chất lượng ngon, không bị lỗi, và nhất là nó vừa cái đặc tính của nó là truyền nhiệt trực tiếp thì luôn luôn là nó sẽ có sự khác biệt giữa cái lớp sự phát triển của hạt cà từ lớp ngoài và lớp trong. Nếu mà mình biết tận dụng cái sự khác biệt đó thì mình sẽ tạo ra một cái ly nó có phong phú hơn về cái hương vị, do cái sự phát triển nó phức tạp hơn so với những cái hình thức rang trên về khi nóng. Khi nóng nó sẽ đều, rất là đều. nhưng mà cái sự đều đấy thì đương nhiên nó cũng sẽ có những cái hai mặt của nó. Thì vấn đề là mình hiểu và mình có những cái vận dụng sao cho nó phù hợp với cái hoàn cảnh của mình thôi. Không có phương pháp nào là tuyệt đối hơn phương pháp nào cả. Về cái ánh sáng này thì nó sẽ màu cà nó sẽ hoàn toàn khác so với ánh sáng khi nằm trên đây. Thì chụp hình thì mình lúc nào cũng chụp trên đây hết, nó hồng nó đẹp, mọi người thấy không ạ? Và ra đây thì ánh sáng nó bị giảm bớt đi rồi. Và cái hạt cà thì thường nó sẽ bị đen, đen hơn so với cái màu thực của nó, tối hơn so với màu thực của nó. Mẫu này là light medium, nói chung là tương đối là vào medium rồi. Mẫu này light hơn, mẫu này cũng là light medium, vào medium nhiều hơn, mẫu này light. Mình sẽ có những cái uống thử những cái loại cà này và mình sẽ cũng hy vọng là sẽ làm được những cái video để mà chia sẻ, nhận xét những cái cảm nhận của mình. Hiện nay thì mình cũng khá là bận rộn với một số cái dự án về máy móc. Mình đang làm máy xay và mình đang làm cái máy pha cà phê thủ công, vừa là espresso vừa là pin. Nói chung là tài lực và trí sức lực thì nó cũng hạn chế, phân bổ ra nhiều cái mảng mà mình cảm thấy là mình đam mê. Mình phải phân bổ cái sức lực và cái tài chính của mình ra rất nhiều mảng, và cái mảng nào nó cũng sẽ chậm, nó không có được nhanh như là người ta. Nhưng mà mình hy vọng là với cái đam mê và với cái tâm huyết của mình với công việc thì mình sẽ ra được những sản phẩm có ổn về mặt chất lượng và cũng sẽ được thị trường có thể là sẽ đón nhận. Rồi, xin chào cả nhà. Mình rất là cảm ơn cả nhà nếu mà mọi người đã theo dõi video của mình. Xin rất mong là mọi người tiếp tục ủng hộ cho những cái video sau. Rồi đây chính là cái tấm này là anh Hai mới làm cho mình này, tuần trước này, để nó sạch sẽ đẹp đẽ cái background. Cái đèn này cũng thế, mình mới thêm cái vỉa ở đây để cho ánh sáng tập trung dưới hơn thay vì trước nó bị tán ra. Đây là cái quầy mà mình tự làm này, xưởng của mình. Rồi, một lần nữa xin chào cả nhà và chúc cả nhà những cái giây phút thư giãn vui vẻ với cà phê nhé.